còn có cả cầu lon và còn rất nhiều những tên gọi độc lạ nữa ở Việt Nam. Số sau sẽ thú vị hơn số này 100 lần đấy. Vừa ở cầu lon của tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng ta đi lên phía Bắc, chúng ta sẽ gặp cầu Bản Lìn ở tỉnh Lạng Sơn. Đi đến quốc lộ 32, chúng ta sẽ thấy cầu Cù. Thế còn ở quốc lộ 1A thì sao? Chúng ta sẽ có đèo Cù Mông. Mình sẽ cho các bạn về quê của Admin Kha, đó là tỉnh Bình Định. Chúng ta sẽ có cầu Đập Đá. Đến tỉnh Quảng Trị, chúng ta sẽ thấy cầu Xả Ớt. Không, không phải là một câu cảm thán đâu, mà đây là tên của một cây cầu nằm trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa. Ở tỉnh Đồng Tháp thì sao? Chúng ta sẽ có cầu Xẻo Quýt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cầu Xẻo Môn ở tỉnh Hậu Giang. Thế còn ở Bến Tre thì sao? Chúng ta sẽ có cầu Việc Giữa. Và cuối cùng, sau cả ngày nhịn cười, để đọc tên các địa danh trên, mình xứng đáng được đi trên cây cầu dũng cảm ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.